Xin chào các bạn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói, ai nắm được Tây Nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương. Vậy tại sao vị Tổng Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã kinh qua hàng trăm chiến dịch để giải phóng dân tộc, lại nói về tầm quan trọng của Tây Nguyên một cách chắc nịch như vậy? Chúng ta hãy cùng thảo luận trong video này nhé. Về mặt hành chính, Tây Nguyên ngày nay là khu vực rộng hơn 54.000 km², bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Tây Nguyên thường được xếp là một vùng riêng, nhưng cũng có nhiều trường hợp được kết nối cùng với duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ, hợp thành miền Trung Việt Nam. Tây Nguyên có vị trí rất đặc biệt khi giáp phần lớn với duyên hải Nam Trung Bộ ở phía đông, trong khi ở phía tây có đường biên giới dài với cả Lào và Campuchia, á ngữ trên ngã ba biên giới. Vì vậy, Tây Nguyên được coi là trung điểm của Đông Dương. Không những vậy, Tây Nguyên bản chất là một cao nguyên lớn với nhiều cao nguyên nhỏ liền kề. Địa hình chủ yếu là đồi núi cao, trung bình từ 500 đến 1.000 mét, cao nhất là 1.500 mét. Tất cả các cao nguyên nằm trong Tây Nguyên đều được bao phủ về phía đông bởi những dãy núi và khối núi của Trường Sơn Nam. Trong khi ở phía tây, địa hình có phần thấp hơn, giáp với cao nguyên Boleven của Lào và giáp với vùng đồng bằng, đồi núi thấp phía tây sông Mekong, vùng đông bắc Campuchia. Vì vậy, về cơ bản, Tây Nguyên có địa thế cao nhất trong khu vực. Địa hình không quá hiểm trở, không bị chia cắt, lại tương đối dễ di chuyển đến các vùng xung quanh. Tất cả các yếu tố này, từ vị trí địa lý đến địa hình, địa mạo, biến Tây Nguyên trở thành một trọng tâm trong chiến lược an ninh Đông Dương. Chính Pháp và Mỹ là những người đầu tiên nhận ra điều này khi đưa quân vào Việt Nam và gọi Tây Nguyên là nóc nhà của Đông Dương. Trong suốt thời kỳ tham gia chiến tranh từ năm 1945-1954 của Pháp và 1954-1975 của Mỹ, họ đều đồn trú các đơn vị mạnh ở đây để giữ vùng đất này. Trong thời Pháp, trong chiến cục Đông Xuân năm 1953-1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thực hiện chủ trương phân tán lực lượng Pháp, làm Pháp phải chia quân ra đóng ở các địa bàn chiến lược trên khắp Đông Dương, không cho quân Pháp co cụm, tạo thành một lực lượng cơ động đủ mạnh, tạo thế cho lực lượng bộ đội Việt Nam, sau đó bao vây, đánh mạnh và dứt điểm Pháp tại Điện Biên Phủ, tháng 3 đến tháng 5 năm 1954. Theo đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam mở một loạt chiến dịch tại nhiều vùng trọng điểm, trong đó mặt trận Tây Bắc, Thượng Lào, mặt trận Trung Du miền núi phía Bắc, mặt trận Trung, Hạ Lào và mặt trận Tây Nguyên. Với Tây Nguyên, từ lâu khu vực này vẫn được Pháp coi là một hậu phương an toàn. Các chỉ huy Việt Nam nhận định, chừng nào Tây Nguyên còn bị Pháp khống chế thì cục diện chiến đấu ở Nam Đông Dương còn khó được cải thiện. Và nếu không mở rộng vùng tự do về phía Tây thì cũng khó giữ được các tỉnh ở đồng bằng hiện nay. Chính vì vậy, vào thời điểm tháng 2 năm 1954, khi bộ đội ở Điện Biên Phủ đang kéo pháo thì tiếng súng nổ ở Bắc Tây Nguyên. Trước tình hình Tây Nguyên bị uy hiếp nghiêm trọng, Nava buộc phải điều quân củng cố, tạo thành hai khối lớn bảo vệ khu vực. Với khối thứ nhất trực tiếp đóng tại Tây Nguyên, 24 tiểu đoàn đồn trú tại Pleiku. Khối thứ hai với 16 tiểu đoàn đóng tại thị xã Tuy Hòa, sẵn sàng chi viện. Bộ đội Việt Nam sau đó buộc Pháp phải co cụm tại Pleiku, đồng thời giải phóng một vùng rộng lớn Bắc Tây Nguyên, nối liền vùng tự do từ ven biển Quảng Nam, Quảng Ngãi đến cao nguyên Boleven, Lào. Trong kháng chiến chống Pháp, trực tiếp là cuộc chiến Đông Xuân năm 1953-1954, và Tây Nguyên có vị trí quan trọng như vậy. Đến thời kỳ chiến tranh Mỹ-Ngụy, người Mỹ ngay khi vào Việt Nam đã nắm bắt được vị trí chiến lược của Tây Nguyên và tập trung tinh lực mạnh vào đây. Các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa được giao nhiệm vụ chỉ huy ở khu vực này đều là những chỉ huy hàng đầu của chế độ. Khi đó, Tây Nguyên được gọi là Cao Nguyên Trung Phần. Cao Nguyên Trung Phần được chia làm 7 tỉnh thời đó, với một nửa dân số tập trung tại Đắk Lắk và Tuyên Đức. Cao Nguyên Trung Phần không chỉ là một địa bàn chiến lược để phòng thủ miền Nam, nó còn được sử dụng để chặn miền Bắc tiếp viện thông qua đường Trường Sơn. Cao Nguyên Trung Phần được sử dụng như một bàn đạp để quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa truy quét, đánh phá, mở các chiến dịch vào Đông Bắc Campuchia và Nam Lào. Tuy vậy, địa hình Cao Nguyên Trung Phần về cơ bản thuận lợi hơn cho các lực lượng quân giải phóng. Vì vậy, hầu hết các chiến dịch của Mỹ đều thất bại, trong khi các vùng giải phóng ngày càng được mở rộng. Năm 1973, với Hiệp định Paris, Mỹ bị hất cảng khỏi Việt Nam, buộc phải rút hầu hết quân đội. Cao Nguyên Trung Phần cũng như hầu hết miền Nam đều do Việt Nam Cộng Hòa tự quản lý. Thế nhưng, Việt Nam Cộng Hòa lại tỏ ra yếu kém rõ rệt. Trong khi sau hội nghị Paris, quân giải phóng tận dụng thời cơ, tốc chiến, tốc thắng. Tuy vậy,
Vấn đề đặt ra lúc này là phải chọn hướng mở màn đòn chiến lược then chốt ở đâu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau đó đã khẳng định, ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương. Quân Giải phóng quyết định mở chiến dịch Nam Tây Nguyên và Buôn Ma Thuột được chọn cho trận chiến mở màn chiến dịch. Tổng Bí thư Lê Duẩn đã khẳng định điểm huyệt Buôn Ma Thuột. Vì nếu điểm huyệt được Buôn Ma Thuột, toàn bộ miền Nam sẽ rung chuyển, dẫn đến rút lui chiến lược ở Huế, Đà Nẵng. Và đó là thời cơ để chúng ta thần tốc giải phóng miền Nam. Điều khó khăn là Tây Nguyên có lực lượng mạnh của Việt Nam Cộng Hòa, trong khi hậu cần với quân giải phóng có thể không đảm bảo nếu đánh lớn trong thời gian dài. Và kế hoạch Nghi Bình được thực hiện từ tháng 10 năm 1974 đến tháng 3 năm 1975. Nó được đánh giá là một cú lửa ngoạn mục của quân giải phóng. Quân giải phóng giả vờ chuẩn bị đánh Bắc Tây Nguyên, công vào Pleiku, nhưng thực tế lại tập trung binh lực xuống phía Nam Tây Nguyên, đánh Buôn Ma Thuột. Đến tháng 3 năm 1975, sau đòn Nghi Bình, chiến dịch Tây Nguyên chính thức lộ diện vào ngày 10 tháng 3 khi quân chủ lực, quân giải phóng tấn công mạnh vào Buôn Ma Thuột. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng thất thế. Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu kiêm Tổng tư lệnh quân lực thực hiện rút lui chiến thuật khi quyết định rút quân trên toàn địa bàn Tây Nguyên để về giữ miền Duyên Hải Trung Bộ. Cuộc rút lui chiến thuật là một thảm họa thực sự. Chỉ 3 ngày rút lui, toàn lực lượng khoảng 60.000 người bị tiêu diệt, đầu hàng hoặc tan rã trong cuộc rút quân hỗn loạn trên con đường số 7. Thất thủ tại Tây Nguyên đã tạo ra một lỗ hổng rất lớn trong tuyến phòng thủ quân sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân giải phóng sau đó tận dụng mọi ưu thế, tiến như vô bão, mở một loạt các chiến dịch Huế Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh, tái thống nhất Việt Nam sau 21 năm bị chia cắt. Như vậy, rõ ràng Tây Nguyên có vị trí trọng yếu trong an ninh quốc phòng. Và mặc dù đã thất bại, nhưng cả Pháp và Mỹ vẫn để lại những mầm mống làm Việt Nam có nguy cơ mất địa bàn chiến lược này. Khi kích động chia rẽ các dân tộc tại đây với người Kinh, Việt. Nổi bật trong số đó là Phun Rô, tổ chức phản động khét tiếng nhất Việt Nam từ sau năm 1975. Ngày nay, Tây Nguyên là một địa bàn trọng tâm của quân đội nhân dân Việt Nam, nằm trong sự quản lý của quân khu 5 và có sự hiện diện của một trong 4 quân đoàn chủ lực lớn của Việt Nam là quân đoàn 3, tức binh đoàn Tây Nguyên, với nhiệm vụ cơ động chính của vùng. Bộ chỉ huy binh đoàn Tây Nguyên đã tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Ngoài ra, các lực lượng thuần nhiệm vụ quân sự, quân đội nhân dân Việt Nam còn có các đơn vị phát triển kinh tế, hỗ trợ đồng bào các dân tộc, từ đó ổn định xã hội, xây dựng thế trận an ninh quốc phòng vững chắc. Với các đơn vị lớn như binh đoàn 15, tức Tổng công ty 15, một đơn vị kinh tế quốc phòng đóng ở Bắc Tây Nguyên. Binh đoàn 16, tức Tổng công ty 16, một đơn vị kinh tế quốc phòng đóng ở Nam Tây Nguyên. Không chỉ về mặt quân sự, ngày nay Tây Nguyên còn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa độc đáo các dân tộc tại Việt Nam. Tất cả biến Tây Nguyên trở thành khu vực trọng điểm bậc nhất của đất nước.